Ấn Độ là một trong những quốc gia hàng đầu trên thế giới về phát triển hình thức du lịch chữa bệnh, thậm chí là quốc gia Nam Á hiện đang tiến tới trở thành một địa bàn gia công dịch vụ y tế mới, tức là các nhà thầu phụ ở Ấn Độ hướng đến mục tiêu chia sẻ bớt gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe đang bị quá tải ở các nước phương Tây, và đó cũng là một cách để nước này thu hút chất xám đang du học ở nước ngoài về nước làm việc. Bác sĩ Paul Ramesh đã từng chuyển tới Anh sinh sống vào những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng đầu năm nay, anh đã trở lại Chennai, thành phố thuộc miền Nam Ấn Độ, để làm việc cho phòng khám Apollo. Chennai nổi tiếng là trung tâm chăm sóc sức khỏe, đồng thời cũng là nơi tỷ lệ chảy máu chất xám sang Mỹ và EU cao nhất của Ấn Độ. Bởi thế, nhằm khuyến khích các bác sĩ địa phương được đào tạo ở nước ngoài về nước, thành phố đã và đang đẩy mạnh nỗ lực cải thiện tiêu chuẩn sống cũng như điều kiện làm việc ở đây cho các bác sĩ. Chúng tôi chỉ cần xuống sân bay, còn những chuyện khác họ đã lo hết cả rồi. Nhờ có những chính sách thức thời đó, du lịch chữa bệnh ở Ấn Độ đã tăng trưởng trung bình 30% một năm. Trong khi đó, hệ thống giáo dục Ấn Độ mỗi năm đào tạo ra khoảng 20.000 cho đến 30.000 bác sĩ và y tá. Ngày càng có nhiều bệnh viện liên kết với nhau, đặc biệt là ở Chennai. Bây giờ các bác sĩ đã có cơ hội áp dụng chuyên môn của mình ở chính quê nhà và thu hút bệnh nhân từ nhiều nơi trên thế giới. Cùng lúc, ngành y tế Ấn Độ đem đến cho khách hàng công nghệ y học tiên tiến và dịch vụ chất lượng cao ngang bằng với các bệnh viện ở những nước phát triển, nhưng giá thấp hơn nhiều, có khi chỉ bằng 1/10 so với giá dịch vụ ở Mỹ hay EU. Điều này tạo nên sức hút lớn đối với khách hàng.